Đầu tiên là trứng, trứng sẽ thành sâu. Sâu sẽ thành cái kén. Kén sẽ thành con nhím. Và bướm sẽ đẻ trứng. Và đây mình được lắp ráp một mô hình con sâu bướm. Con sâu bướm này sử chạy bằng cơ cấu bánh cấp. Xin chào và hẹn gặp lại.